Zelensky cảnh báo Tổng thống Mỹ không thể vắng mặt ở hội nghị hòa bình. Ba Lan sẽ xây hàng loạt công trình ở biên giới với Belarus và Nga. Quân đội Nga tập trung binh lực ở ba khu vực gần biên giới với Ukraine. Nguyên nhân khiến Hungary phản đối gói trừng phạt mới chống Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 5, trong bài phát biểu tại Bỉ, khi đề cập đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine vào tháng sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Joe Biden cần đến dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình tháng sau, cảnh báo việc vắng mặt đồng nghĩa với hài lòng về chiến sự. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, tôi tin rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình cần ông Biden. Các lãnh đạo khác đang chờ đợi cách phản ứng của Mỹ. Nếu ông ấy vắng mặt, điều đó không khác gì vỗ tay tán dương Tổng thống Vladimir Putin. Hội nghị dự kiến tổ chức tại thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ ngày 15 và 16 tháng 6 sắp tới. Trước đó, ngày 26 tháng 5, Tổng thống Ukraine đã công khai kêu gọi các lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ủng hộ hội nghị và trực tiếp đến dự. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh nỗ lực của đa số toàn cầu sẽ là sự đảm bảo tốt nhất cho mọi cam kết vì hòa bình Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ chưa xác nhận liệu ông có tham dự sự kiện hay không. Ông Zelensky cho hay, Ukraine tin tưởng Mỹ ủng hộ hội nghị hòa bình, nhưng không rõ mức ủng hộ đến đâu. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, các lãnh đạo lựa chọn tham dự hay vắng mặt tại hội nghị sẽ gián tiếp thể hiện họ mong muốn hòa bình hay xung đột tại Ukraine. Tổng thống Zelensky bình luận, một lãnh đạo mong muốn hòa bình sẽ đến và góp tiếng nói dù cho họ chưa bằng lòng với một số vấn đề. Bên cạnh đó, ông cũng cảnh báo sẽ nhìn nhận nước bỏ qua hội nghị là mang lập trường hài lòng với chiến sự. Hơn 80 quốc gia trong số 160 phái đoàn được mời đã xác nhận tham gia. Theo thông báo từ Kiev, Ukraine không mời Nga dự sự kiện. Ông Zelensky cho rằng Tổng thống Nga Putin e ngại thượng đỉnh hòa bình và đang cố gắng phá hoại hội nghị làm mọi cách để mở rộng chiến sự. Trong khi đó, Moscow tuyên bố hội nghị thượng đỉnh hòa bình về xung đột Ukraine mà không có đại diện Nga góp mặt là sự kiện vô nghĩa. Người phát ngôn Điện Kremlin bình luận, hội nghị sẽ không thắp lên được bất kỳ hy vọng nào về giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Mới đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, ông Cezary Tongric cho biết, Ba Lan sẽ xây hàng loạt công trình ở biên giới với Belarus và Nga trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực này leo thang trong thời gian qua. Ba Lan dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng các công sự, hệ thống phát hiện và cảnh báo, căn cứ tiên tiến, trung tâm hậu cần và hệ thống đối phó bằng máy bay không người lái ở biên giới với Nga và Belarus. Ông Tongric nói, chúng tôi phải bảo vệ khoảng 700 km biên giới, trong đó có 400 km với Belarus. Chúng tôi muốn dự án này được triển khai ngay lập tức. Nó sẽ bắt đầu trong năm nay. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, Ba Lan muốn hoàn thành dự án vào năm 2028 với chi phí 10 tỷ zloty, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan lưu ý rằng, đây là chương trình quốc phòng lớn nhất thuộc loại này kể từ năm 1945. Ông bày tỏ hy vọng rằng chương trình này sẽ nhận được sự ủng hộ từ toàn bộ giới tinh hoa chính trị Ba Lan, nhiều tổ chức khác nhau, cộng đồng địa phương và người dân vùng biên giới. Theo vị quan chức này, ngoài Bộ trưởng Quốc phòng, chương trình sẽ có sự tham gia của Bộ Nội vụ và Hành chính, Bộ Tài sản Nhà nước, Bộ Khí hậu và Môi trường, Bộ Cơ sở Hạ tầng, Bộ Phát triển Kinh tế và Công nghệ, cũng như các tổ chức khác và chính quyền địa phương. Bộ Quốc phòng sẽ đóng vai trò chủ trì trong nhóm liên chính phủ thực hiện chương trình. Bộ Nội vụ và Hành chính sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ người dân và các vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh biên giới. Chương trình sẽ dùng tiền từ ngân sách Ba Lan và phần lớn từ các quỹ châu Âu. Trong cuộc họp báo công bố kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, mục tiêu của lá chắn biên giới là bảo vệ lãnh thổ Ba Lan, cản trở khả năng di chuyển của quân đội đối thủ của chúng ta, đồng thời giúp quân đội của chúng ta cơ động dễ dàng hơn và bảo vệ dân thường. Căng thẳng giữa Ba Lan với Nga và Belarus đã gia tăng trong những năm gần đây, khi Warsaw là một trong những bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Kiev trong cuộc chiến với Moscow. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu kết thúc khi có nhiều diễn biến mới căng thẳng trên chiến trường. Trong những ngày gần đây, quân đội Nga đang tập trung binh lực ở ba khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này đã được nhiều phương tiện truyền thông tại Moscow đưa tin trong thời gian qua. Theo kênh Telegram, phóng viên quân sự của Mùa Xuân Nga, nhóm tấn công chính của quân đội Nga đang tập trung ở khu vực Kryvyi Rih, Rizhovka, Prolentasky của vùng Belgorod.
Từ đây, họ có thể tiến hành hai hướng tấn công chính, một hướng về phía Sudochev và Bogodukov nằm ở phía tây bắc Kharkov, hướng còn lại về phía tây dọc theo đường cao tốc B-45 nối Bogodukov và Sumy. Có khả năng, quân đội Nga có thể phát triển một cuộc tấn công theo cả hai hướng cùng lúc. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng quân đội Nga đang tập trung lực lượng khá lớn ở khu vực Kerch và Bryansk, gần biên giới với vùng Sumy và Ukraine. Các nhà phân tích tin rằng, bằng cách này, Liên bang Nga đang cố gắng kéo giãn tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine, buộc Bộ Tổng Tham mưu Kiev phải phân bổ lực lượng trên một khu vực rộng lớn của mặt trận. Điều này chắc chắn gây ra nhiều bất lợi cho họ, bởi Kiev thua thiệt hoàn toàn cả về quân số, pháo binh, phương tiện tăng thiết giáp cũng như hàng không. Một số chuyên gia cho rằng các hoạt động tấn công theo hướng Sumy-Kharkov sẽ bị hạn chế cho đến khi nhóm quân phía Bắc của Nga đạt được sức mạnh cần thiết cho các hành động quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó cũng có thông tin cho rằng chiến dịch quân sự hiện tại ở khu vực này có liên quan đến nhu cầu tạo ra một vùng đệm nhằm ngăn chặn việc pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga. Ngày 27 tháng 5, trong cuộc họp báo sau cuộc họp cấp bộ trưởng ở Brussels, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó đã lên tiếng giải thích lý do nước này không ủng hộ gói trừng phạt mới chống Nga của Liên minh châu Âu-EU. Ông Szijjártó nói, gói trừng phạt thứ 14 do EU đề xuất chống lại Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine đi ngược lại với lợi ích của Hungary, cụ thể là trong lĩnh vực năng lượng, và do đó Budapest sẽ không ủng hộ gói trừng phạt này. Được biết, các quan chức EU đã thảo luận về khả năng trừng phạt ngành khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga. Nhiều nguồn tin trong EU cho biết, Ủy ban châu Âu sẵn sàng cấm sử dụng các cảng ở EU để vận chuyển LNG của Nga sang nước thứ ba. Nhà ngoại giao này cho biết thêm, Hungary cũng cam kết tiếp tục chặn gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá 6,5 tỷ euro, tương đương 7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bất chấp sự phản đối của các ngoại trưởng EU. Ngoại trưởng Hungary nêu rõ, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh đến sự cần thiết của hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa và ngăn chặn sự leo thang của cuộc chiến này. Vì vậy, chúng tôi chưa và sẽ không đóng góp vào việc giải phóng thêm 6,5 tỷ euro nữa để tài trợ cho các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine. Ông Szijjártó thừa nhận đã có cuộc tranh cãi lớn với một số đồng nghiệp của mình trong cuộc họp với các ngoại trưởng EU, nhưng tuyên bố sẽ giữ vững lập trường của Hungary trong tương lai. Ông Szijjártó nói đã có tranh luận lớn khi các đồng nghiệp người Đức, người Litva, người Ireland, người Ba Lan và các đồng nghiệp khác chỉ trích tôi về vấn đề này, nhưng điều đó không thể làm lung lay quan điểm của chúng tôi. Một số ngoại trưởng của các quốc gia thành viên EU đã công khai bày tỏ sự bực tức với lập trường của Hungary về cuộc xung đột ở Ukraine và về những nỗ lực của khối nhằm hỗ trợ Kiev chống lại Moscow. Trước cuộc họp, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis kêu gọi khối tìm cách giải quyết các quyền phủ quyết của Budapest. Ông Landsbergis khẳng định, chúng tôi đã xem xét vấn đề này và dường như khoảng 41% nghị quyết của EU về Ukraine đã bị Hungary chặn lại. Mọi việc đã đi rất rất xa. Thực tế, chúng tôi phải tìm ra cách với tư cách là một cộng đồng để giải quyết vấn đề này. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ chính xác nhà ngoại giao này muốn giải quyết lập trường của Hungary như thế nào. Vì thực tế là các quyết định tập thể trên toàn EU như áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc phân bổ tiền xung đột phải được nhất trí ủng hộ. Ngoại trưởng Bỉ Hadza Labib cũng bày tỏ sự không hài lòng với Hungary, cho rằng khối này phải hoàn toàn đảm nhận trách nhiệm của mình và làm những gì cần thiết để giúp đỡ Ukraine về mặt quân sự. Ngày 28 tháng 5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu-EU ở Brussels đã thông qua các kết luận về an ninh và quốc phòng trong bối cảnh phức tạp chưa từng có với nhiều mối đe dọa và thách thức chồng chéo, điển hình như cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông, vùng Sahel và nhiều khu vực khác trên thế giới. Trong kết luận của họp, Hội đồng Quốc phòng nêu ra 5 ưu tiên chính cho giai đoạn tới mà các quốc gia thành viên được kêu gọi thực hiện khẩn cấp. EU cam kết ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và sẽ tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết về chính trị, tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao cho nước này. Các công cụ hỗ trợ bao gồm Quỹ hỗ trợ Ukraine thuộc Cơ chế Hòa bình châu Âu EPF và Phái bộ hỗ trợ quân sự của EU EUMAM Ukraine. Hội đồng nhấn mạnh cần đảm bảo sự sẵn có các sản phẩm quốc phòng và củng cố cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng EDTIB của EU. Điều này bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính công và tư cho EDTIB và tăng cường hợp tác với cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng của Ukraine. Hội nghị hoan nghênh các nhiệm vụ và hoạt động của chính sách an ninh và quốc phòng chung CSDP của EU trên toàn thế giới, bao gồm việc ra mắt EUNAVFOR, ASPIDES, lực lượng hải quân tập hợp để chống lại hoạt động buôn người ở Địa Trung Hải. Hội đồng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của EPF như một công cụ hỗ trợ toàn cầu,
khuyến khích các quốc gia thành viên đóng góp vào năng lực triển khai nhanh của EU vào năm 2025. Các bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng phòng ngừa, phát hiện, răn đe và phản ứng của EU đối với các mối đe dọa như tấn công mạng và thông tin sai lệch. Các lĩnh vực không gian, hàng hải và hàng không cũng được nhắc đến có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh và quốc phòng của EU. EU sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc các mối quan hệ đối tác phù hợp với các giá trị và lợi ích chung. Điển hình là sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược giữa EU và Liên Hợp Quốc về hòa bình và an ninh, cũng như quan hệ đối tác chiến lược với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.